Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng và đến toàn thể anh em chơi audio miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 thì em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu 201 của hãng Sony. Model của nó là TXD-G11. Model này em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó được sản xuất năm 1995, khá là mới. Nó có chức năng là đọc đĩa CD ở bên tay trái và đọc băng cassette ở bên tay phải. Nó thu phát rất là tốt. Đầu về thì bên em đã thay dây cu loa và test chạy hoàn hảo các chức năng. Đấy. CD thì mắt đọc 240, dễ thay thế và không cái đĩa. Còn bên cassette này nó sử dụng hai motor kéo cho nên là bộ cơ của nó rất là khỏe, auto revert luôn. Các bác không cần đảo mặt, tự động nó sẽ chạy. Chức năng thu phát từ bên ngoài vào rất là tốt, và chức năng ghi từ đĩa CD này sang bên cassette này cũng rất là hoàn hảo. Thì một chút nữa em sẽ test chức năng để các bác được chiêm ngưỡng. Thì, trước tiên thì em cũng xin giới thiệu thì chiếc đầu này nó sở hữu cái xoay ngang là 43 cm, chiều cao của nó là 12,5 cm và chiều sâu là 28 cm, và nó nặng là 4,5 kg. Về phần ngoại hình em xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần mặt tiền có chữ đầu. Cạnh đây có cấn nhẹ một chút này. Còn lại cơ bản cũng khá là đẹp. Về phần hồi bên đây cũng đẹp, lắp lưng thì em cũng đã cho sơn lại qua rồi. Vì nó về dòng sơn này sơn nắm dính nó có vết thì sơn lại. Nói chung là đẹp. Về phần cạnh trên của nó đây, cạnh trên thì có những vết sức mờ nhé, vết sức mờ. Đấy. Về phía sau, model của nó là TXD-G11 điện 100V, công suất là 20W và series của nó là 2204895 và được sản xuất tại Malaysia, xuất cho điện hạt điện 100V. Đấy. Cho nên nó phải là tiêu chuẩn Nhật. Không phải sản xuất ở Malaysia thì không tốt như là Nhật nhé. Ở cùng một hãng này, cùng một chất lượng sản phẩm. Thì chiếc này trang bị đây là đường nai vào để chúng ta làm dè ghi. Còn đây là đường xuất ra của băng cassette, còn đây là đường xuất ra của CD. Bác kết nối âm đi thì nên cắm bằng hai rắc, rắc CD và rắc cassette riêng để ra chuyển đổi ngõ. Phần nội thất bên trong thì còn máy còn rất là mới rồi, đi nguyên bản. Đấy, mặt đọc 240A dễ thay thế này. Đấy. Con này nó sử dụng một số cái IC của Motorola này. Đấy, các bạn nhìn này, chúng ta là một con này, hai con này, ba con này. Đấy, của Motorola, bốn con luôn này. Đấy là khá chất lượng, tụ nọc của Zubecom và tụ của Digicom nhé. Đây nó nằm trong này nữa này, nguồn nằm trong này. Đấy. Đây là phần đáy phía dưới này. Đấy, còn máy thì đây nó có chai nhẹ một chút này, còn lại rất là mới. Rồi và sau đây thì em cũng xin test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Và trước tiên thì em xin test cái phần chạy băng cassette trước. Rồi em test chức năng ghi, chức năng làm dè. Em test một cuốn băng một nước tiếp một của Nhật nhé. Và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với mức giá là 3 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Bạn đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và bên em thì tặng kèm một băng 10 để các bác làm dè và một cuốn băng đã thu nhạc. Đấy. Để các bác nghe nhé. Và em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại là 0907 23 269. Bác nào gần thì coi anh em chọn lựa mua sản phẩm, bác nào thì xa trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn Zalo với em để tiện trao đổi ạ. Thank you.
đi này, tua này, thu phát phát rất là tốt, tua đi tua lại ok. Để chức năng đây các bạn nhé, để gạt sang chức năng là auto divert, tôi chỉ động hết băng sẽ auto divert lại. Đấy. Rồi em test chức năng làm dề và chức năng ghi ở chiếc đồng này. Đây, chọn chiều quay đi. Đấy, đấy chiều. Lại nhé.
Cầu rất là tốt nhé, âm thanh tốt này. Ở đây em sẽ test chức năng ghi từ CD này sang bên ổ cassette nhé. Đây, và đĩa chép đây. Đã nhận bài. Thì ghi từ CD này sang bên cassette thì các bác đấy, chọn. Để nó loát, để nó đĩa sau đó là nó sẽ ghi. Bắt đầu ghi. Ghi tạm thôi. Ghi tạm một đoạn đấy ạ. Đấy là ghi từ CD này sang bên cassette. Thank you.
chức năng thu từ bên CD sang bên cassette hoạt động thế nào, và em test cái chức năng bên CD này để bác được thưởng thức ạ. Thì CD thì nối cắm lại rác nhé, chuyển sang. Xin phép được dừng video thoại ở đây. Thì chiếc này có chức năng hoạt động hoàn hảo. Đấy. Và giá thì bên em bán đến mức giá là 3 triệu đồng. Em tặng kèm hai cuốn băng, cuốn băng một cuốn băng để các bác làm dề, cuốn thời lượng 10 phút để làm dề, và một cuốn băng để các bác nghe nhạc. Đấy. Và bao ví ship cho bác nào chuyển đủ tiền, cuốn băng nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại là 0907 23 269 ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn lại các bác ở video sau ạ.